Có bao giờ bạn thắc mắc loại tên dược giúp cải lão hoàn đồng mang tên đông trùng hạ thảo được sinh trưởng và phát triển như thế nào chưa? Thì ra loại cây có cái tên rất là kêu này thực chất là một loại ấu trùng sâu ở trong lòng đất hình thành nên. Đông trùng hạ thảo là một hiện tượng ấu trùng các loại bướm bị nấm ký sinh vào. Vào mùa đông, loại dược liệu này có hình dáng của côn trùng, nhưng đến mùa hè chúng lại lột xác và biến thành một loài động vật. Chúng thường sinh sống ở các khu vực cao nguyên có độ cao trên 4.500m so với mực nước biển. Đông trùng hạ thảo được tìm thấy vào những năm đầu của thế kỷ 17, nhưng vì chúng rất quý hiếm và đắt đỏ nên thường được dùng cho vua chúa. Ngày nay, chúng được nhân giống và phát triển rộng rãi trong công nghiệp nuôi trồng. Do đó, nhiều người nông dân bỗng chốc đổi đời, thu hàng tỷ đồng sau mỗi mùa thu hoạch đông trùng hạ thảo. Cái tên đông trùng hạ thảo được chia ra làm hai phần rõ rệt, đông trùng là phần con, còn hạ thảo là phần cây. Vào mùa thu trên các cao nguyên, loài bướm sẽ sinh sản trứng vào trong đất và nở thành ấu trùng sâu non. Nhờ vào nguồn nước ngầm tinh khiết ở nơi đây, đã cung cấp độ ẩm giúp nuôi dưỡng đông trùng hạ thảo khi còn là ấu trùng. Bên cạnh đó, nhờ vào các yếu tố về thổ nhưỡng, nhiệt độ, ánh sáng và các chất dinh dưỡng từ rễ cây giúp chúng sinh trưởng thuận lợi hơn. Chúng cuộn mình và đánh một giấc thật sâu trong suốt mùa đông giá lạnh cho đến khi xuân về. Đến mùa xuân, khi đã đủ tuổi trưởng thành, chúng bắt đầu đi kiếm ăn. Trong quá trình đó, chúng ăn nhầm bào tử nấm hoặc đi qua vùng có bào tử nấm và bị chui vào bằng lỗ thở. Từ đó bào tử nấm đã ký sinh trong cơ thể chúng. Sau khi bị bào tử nấm xâm nhập vào cơ thể, chúng bị hút hết chất dinh dưỡng, héo úa dần và ra đi. Bào tử nấm phát triển mạnh mẽ trong thân thể ấu trùng, sau đó trồi lên mặt đất thông qua đầu của ấu trùng. Nhờ các chất dinh dưỡng trong lòng đất và không khí, ánh sáng bên trên giúp chúng sinh sôi nảy nở và đạt chất lượng tốt khi thu hoạch. Vì chúng mọc lên từ lòng đất nên sau khi thu hoạch, những người công nhân tiến hành cọ rửa, tắm táp cho chúng thật kỹ càng. Sau đó được đặt ngay ngắn vào từng lọ thủy tinh nhỏ để có thể dễ dàng khoe mẽ hết cả thân hình thú vị của mình. Theo các nhà nghiên cứu, đông trùng hạ thảo mang đến nhiều tác dụng hữu ích cho sức khỏe của con người. Nó giúp cho những người cao tuổi có được giấc ngủ sâu và bữa ăn ngon miệng hơn, giảm các bệnh tật mà tuổi già hay mắc phải. Ngoài ra, còn chống di căn của các căn bệnh ung thư, là chất, xúc tác trong cuộc sống vợ chồng và giữ gìn tuổi thanh xuân cho phái đẹp. Để sử dụng đông trùng hạ thảo giúp phát huy hết công dụng của nó, bạn có thể ăn sống, pha nước hoặc pha trà để uống. Nấu ăn cùng với các loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hơn nữa bạn còn có thể ngâm rượu để dùng dần. Để người dân sử dụng rộng rãi hơn, các nhà máy chế biến đông trùng hạ thảo thành hai dạng là dạng nước và dạng viên. Mỗi tuần, bạn nên sử dụng 1 đến 2 chai hoặc viên.